nè đã đành, nhưng mà cái môi này ấy, mà ăn nước mắm thôi ôi nó thốn. Rất là đơn giản luôn, các bạn có thể hòa với sữa chua, các bạn có thể hòa với dầu dừa, hoặc là có nhiều người còn sử dụng cái này với cà phê. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại trên bé nhỏ của tớ channel Wish. Bây giờ là cái thời điểm mà có thể gọi là cái thời điểm mà rét nhất trong năm. Tớ biết là ở ngoài Bắc có hôm đến 9-10 độ. Như tớ cũng vừa mới ở trên Đà Lạt gần một tuần về cái giọng nó hơi khàn một tí, thì tớ cũng thấy rất là lạnh. Xong rồi tớ cảm thấy như là ôi, hình như tớ quên mất cái cách chịu lạnh như thế nào rồi. Tại vì mới vào Sài Gòn được gần 3 năm, 2 năm mấy, mà không hiểu sao tự nhiên quên, không hiểu là cái mùa đông trước mình đã sống như thế nào. Và cái vấn đề mà tớ nhận ra là cái vấn đề mà kinh khủng khiếp, mà cái vấn đề toe toét máu nhất ý, đấy là cái vấn đề môi các bạn ạ. Mặt dù có nẻ cỡ mấy nhưng mà nó không bao giờ nó chảy toe toét máu, nó rách tùm lum ra như cái mỏ. Nhưng mà riêng cái môi ấy thì trời ơi, bảo thật là thấm thía nỗi niềm của những cái mùa đông trước. Tại vì tớ vừa ở Đà Lạt gần một tuần về, và căn bản là đợt này nhà tớ cũng có nhiều việc nên tớ suốt ngày đi ra Bắc, kiểu cứ đi ra đi lại nên là kiểu cái mùa đông kinh khủng đã đến. Và vì thế cái việc mà dưỡng môi để cái môi nó không nẻ toác, nẻ toe, không chảy máu, và làm thế nào để vẫn có thể đánh được những cái màu son mà khó lên màu, hoặc là môi vẫn giữ căng mọng. Rồi căn bản ấy, là bây giờ cái trend son ấy, là nó không còn phải là cái dòng quá là matte. Và trước cái ngày xưa môi đã nẻ rồi mà muốn đánh son matte nữa thì thôi rồi lượng ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Tớ sẽ đi từ rẻ tới đắt nhá. Đầu tiên là một cách mà gần như là không mấy tốn tiền luôn và rất là thiên nhiên và an toàn. Đấy là làm mặt nạ ngủ môi bằng mật ong. Thì tớ hay mua mấy cái hũ nhỏ nhỏ mật ong kiểu này ở siêu thị ạ, hoặc là ở các cửa hàng tiện lợi, kiểu gọi là tiện. Tại vì tớ cũng không có ăn uống mật ong, kiểu là không sử dụng nhiều đến mật ong mà chỉ là dùng để làm đẹp một chút, nên là cái hũ nhỏ như thế này thì nó khá là ok. Còn ví dụ như nhà tớ ở ngoài Bắc hoặc là rất nhiều gia đình khác thì luôn tàng trữ sẵn rất nhiều chai mật ong rừng ở trong nhà, thì ok các bạn cứ lấy dùng thôi. Và cái cách để sử dụng cái mật ong ấy thì rất là đơn giản luôn, các bạn có thể hòa với sữa chua, các bạn có thể hòa với dầu dừa, hoặc là có nhiều người còn sử dụng cái này với cà phê. Tuy nhiên thì tớ không thích sử dụng cà phê lên môi bởi vì cứ không may tiện thể ấy vào. Thì có hai cách như thế này này. Nếu mà các bạn muốn làm mặt nạ ngủ môi qua đêm thì tớ khuyên thật các bạn là các bạn có khi nào mà lười, các bạn chỉ cần trời lạnh mà ai cũng lười, các bạn chỉ cần bôi một lớp mật ong kiểu thoa đều lên môi và kiểu khoảng 1 phút massage thế, xong các bạn để đi ngủ, cố gắng đừng có lăn qua lăn lại, các bạn hiểu ý tớ không? Còn nếu bạn nào kỹ hơn thì các bạn có thể mix với dầu dừa ấy mọi người, sẽ rất là tốt. Sáng mai ngủ dậy là cái môi nó khác bọt hoàn toàn luôn. Còn nếu ấy mà các bạn mà kiểu như là sợ nó rơi rất, hoặc là nhiều khi các bạn bôi nhiều quá đúng không, thì các bạn có thể làm mặt nạ ngủ môi chỉ khoảng 10 đến 15 phút giống như mặt nạ đắp da mặt ấy, thì các bạn cũng bôi cái này lên trên môi mà bôi thật lớp dày lên, cứ ngồi xoa như thế để khoảng 15 phút thì cũng ok. Tuy nhiên thì tớ nói thật nhá, cái việc để qua đêm nó tốt hơn rất nhiều luôn, tại vì sáng mai ngủ dậy nó khác bọt hoàn toàn ấy. Tuy nhiên thì cái gì mà mình tự làm thì nó cũng sẽ có những cái bất cập đúng không? Và vì thế thì tớ thì vẫn là một đứa siêu lười nên tớ thiên về cái việc mà sử dụng những cái hũ dưỡng mặt nạ ngủ cho môi chuyên dụng. Và ở đây thì tớ có hai loại này, ba hũ, mà thật ra là chỉ có hai loại thôi, và các bạn chỉ cần nhìn qua là các bạn đã thấy con quen rồi đúng không? Thì đây là những cái hũ mặt nạ ngủ môi cực kỳ tiêu biểu, cực kỳ nổi và nó cực kỳ tốt. Nếu mà không sử dụng mặt nạ ngủ cho môi ấy, thì nói thật với các bạn ấy là không thể tài nào mà sống sót qua nổi mùa đông. Người khác thì có thể không sao, nhưng mà tớ nhá, cái thời mà tớ còn nhỏ hơn, cái thời mà tớ chưa biết đến cái dòng mặt nạ ngủ cho môi các kiểu, thì thề luôn, cứ đến mỗi mùa đông là mặt tớ nó mặt nè đã đành, nhưng mà cái môi nè mà ăn nước mắm thôi ôi nó thốn, mà nó nè kinh khủng luôn. Mà tớ là cái kiểu hay bị cục xúc á, nhiều khi mà lấy cái màng á óc tạch một phát trời ơi nó đau. Cho nên là mùa đông nha, làm ơn nha, hãy sử dụng mặt nạ ngủ cho môi ít nhất là 2 lần một tuần mùa đông, hoặc là cứ hôm nào dùng, cái hôm nào mà kiểu cứ cảm thấy khô môi là cứ bôi một cái để đi ngủ, sáng mai dậy thề nó sẽ khác bọt luôn. Và đây thì tớ sẽ nói từ rẻ tới đắt nha. Trên tay tớ là có hai dòng này của Lenis đây, và cái này là của Tatcha. Cái hũ này rất là xinh đẹp, cái vỏ bên ngoài cũng rất là sang chảnh. Đây là một cái hãng cũng mắc tiền cho nên là nó rất xinh. Bắt đầu tớ sẽ nói, giống như là từ khi tớ biết đến mặt nạ ngủ cho môi, cái mặt nạ ngủ màu hồng này này vẫn là cái số 1, và đây là cái dòng bán chạy nhất của hãng, và đây cũng là một cái dòng tiêu biểu. Nếu mà nhắc đến mặt nạ ngủ môi thì là cái này, đúng là họ sáng chế cái này đỉnh. Thử cho các bạn ở bên xem bên trong này.
cái chất của mặt nạ ngủ môi này này, nó khá là dày. Nó khá là dày. Cho nên á, nếu mà lấy một lượng nhiều như ra tay của tớ này thì cái này chắc là phải đủ cho hai cái môi luôn. Để tớ sẽ bôi lên cho các bạn xem. Thật ra có thể tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta dưỡng môi. Có người thích bôi dày, có người thích bôi mỏng. Không biết có phải là bây giờ họ sản xuất ra cái này mới thì cái chất nó sẽ khác hơn một chút hay không. Tuy nhiên thì tớ cảm thấy là nhiều khi tớ bôi cái này lên, xong rồi sáng mai dậy nó ra cái gờn gờn, nó hơi bị khó chịu á. Nó sẽ gợn gợn, nói chung cái cảm giác này các bạn cứ thử đi. Còn mọi thứ thì đều ok, từ cái mùi hương, từ cái chất, và cái này giống như là hồi phục môi luôn ấy. Những cái môi nào mà ví dụ nhá, nó khô, nó cứng, nó chảy máu, hay các bạn chỉ cần đi ngủ các bạn bôi một lớp lên, sáng mai dậy môi các bạn mềm ra hẳn luôn. Có thể là nhiều người bị nặng đến nỗi mà chưa thể nào mà kiểu như là hết được cái phần chóc, cái phần vẩy hay là cái phần khô. Nhưng mà các bạn chỉ cần bôi 2 ngày đến này thì hai tớ thề luôn ấy. Trời ơi, họ phát minh ra mặt nạ ngủ cho môi thật sự là cứu rỗi luôn ạ, cứu rỗi. Gần đây thì tớ mới mua thêm cái này, là cái hộp vị nó khác, gọi là vị hay mùi, gọi là mùi hương chứ lộn. Apple Lan. Đây mọi người. Và cái này là size mini. Cái này là lọ bao nhiêu gam nhỉ? 8 gam. Còn cái lọ này là lọ lọ full size này, hình như 20 gam, đúng rồi. Thì cái chất ở bên trong này nó cũng có hơi, tôi cảm thấy nó hơi khác một chút. Có thể là do cái màu sắc nên các bạn nhìn sẽ khó ra, nhưng cái chất này này thì tôi cảm thấy các bạn có thể thấy là nó nhìn nó sẽ đặc hơn một tẹo, nó không trong bằng cái kia, có thể là do màu. Nhưng mà cái cảm giác bôi cái chất này lên môi thì cảm giác nó lại mỏng hơn một chút xíu so với cái hộp cũ này. Không biết là có gì khác nhau không. Về cái mùi hương thì tớ cực kỳ lại phải nói đấy là thích cái mùi táo này. Trời ơi, tớ thích hơn cái berry này. Nếu như các bạn nào mà không muốn đầu tư tiền để mua một hũ full size, đó là vì các bạn chưa dùng nữa, các bạn dùng các bạn ghiền rồi, đến lúc các bạn có phải mua full size thôi, tớ nói thật, thì các bạn có thể mua thử những cái hũ mini size như thế này. Tại vì tớ thấy là nó vừa phải, các bạn có thể mang đi du lịch, có thể dùng thử, hoặc là các bạn có thể kiểu như đổi cái mùi hương, có thể sưu tập nhiều màu. Như tớ đang suy nghĩ tớ nên mua bộ nhiều màu này. Và cái này á, nó chỉ có một cái nhược điểm mà tớ nghĩ là nhỉ, đấy là nó rất dễ fake luôn. Nó cực kỳ có nhiều hàng fake. Tại vì từ cái hồi mà tớ bắt đầu biết đến cái dòng mặt nạ ngủ môi này là tớ thấy cực kỳ nhiều cái hũ nhỏ, và không biết được, cái giá cả của nó rất là chênh lệch, rất là khó. Nên tớ sẽ cố gắng kiếm cái link hàng chính hãng hoặc là official store để đặt phía dưới phần mô tả của video này cho bạn nào cần. Và cực kỳ những ai thích táo thì các bạn recommend cái này, nên mua cái này lắm luôn. Cái này tớ mua ở cửa hàng á, hình như mua cửa hàng thì rơi vào khoảng 100.000, 98.000 đúng không? Tớ mua cửa hàng ở trên Đà Lạt thì 98.000. Tiếp đến là một cái mặt nạ ngủ cho môi đắt sắp ra miếng, là Tatcha. Nếu mà nói về thương hiệu Tatcha này ấy, thì có thể nhiều người đã biết, thì thôi không cần phải nói nhiều tại vì nó kiểu rất là luxury. Nhưng mà nếu mà ai chưa biết thì các bạn cứ nghĩ là cái này nó đắt. Cái dòng Tatcha The Kiss Lip Mask này thì tớ nhớ là tớ mua khoảng 600 mấy 600 700 ấy, thì hình như giá cái này ở trên mạng, trên website niêm yết hình như là 28 đô. Thì đấy, tớ mua cái đợt đấy nói chung chắc cũng khoảng gần, nói chung là về tay chắc khoảng 700.000, tớ không nhớ đâu tại vì mua lâu rồi. Thì cái này nó tớ cứ cho là 700 đi ha, thì nó sẽ đắt khoảng gấp đôi cái này và đắt gấp khoảng 7 lần cái hũ này. Đấy, và cái này thì nói thực mà nói là nếu mà có tiền là tớ sẽ mua hết Tatcha về tớ xài luôn á, tại vì cái thiết kế của nó quá là đẹp. Về cái chất bên trong á thì tớ sẽ mở mọi người xem này. Các bạn thấy không? Một cái màu hồng mà nhìn kiểu con gái muốn rụng rời trái tim luôn. Trời ơi, cái chất là phê không? Trời ơi, nó hồng hồng. Bôi lên môi rất là xinh luôn. Này, bôi lên tay tớ thì gần như không có màu, tớ đang lấy một lớp mỏng. Nhưng mà cái lúc mà bôi lên môi nhá, trời ơi nó dưỡng cho môi hồng hào á, nhìn thích lắm luôn ấy. Đấy, nói chung là tớ dưỡng môi tớ cũng chẳng có gì cầu kỳ đâu. Tớ chỉ đi ngủ thì chỉ có bôi mặt nạ ngủ cho môi, sau lúc nào đánh son tớ cũng sử dụng son dưỡng. Tớ là một người mà bẩm sinh là môi tớ không có bị thâm, nhưng mà tớ là kiểu dạng hơi bị bợt. Nhưng mà dần dần thì các bạn có thể thấy là môi tớ gần như là nó kiểu cũng chăm dưỡng, thì nó cũng nhiều khi nó cũng tự nhiên hồng một cách kiểu cũng hồng hồng chứ cũng được đấy, đúng không? Các bạn dùng mặt nạ ngủ dậy sáng dậy, cái lớp da chết da khô ấy, nó mềm ấy, xong nhiều khi các bạn chỉ cần đánh răng á, hay các bạn quẹt tay qua là cái da chết nó bong ra cơ. Lúc đấy như các bạn mà sử dụng cái tẩy da chết môi thì đúng là phê luôn ấy, tại vì nó xong nó, tớ hay dùng cái dạng mà sủi lên ấy. Đợi tí tớ lấy cho mọi người xem luôn. Tớ hay sử dụng cái poopy này, cái tẩy da chết này bôi lên xong nó sủi lên, xong nó trở cái môi nó lau đi, khi mà rửa đi rửa cái bọt đi lau đi cái da chết nó bong hết, cái môi nó căng, cái lúc đấy đánh son đúng sướng, cái lúc đấy nhìn môi thích lắm luôn.
Và kiểu đây, gần những ngày gần đây là tớ lúc nào tớ cũng phải mang theo cái này. Hôm bữa tớ quên mang theo tắt cha một cái lên là chảy máu toét toét luôn. Thế là xong mà đi mua cái này. Nhưng mà nhờ thế thì cũng cảm thấy là ok, tại vì mua được một cái hũ màu hương táo mà tớ rất là thích này. Rất là mê cái này luôn, cái mùi rất là mê. Nhưng mà cái tắt cha này thì tớ cho thật sự nhá, chưa bao giờ tớ cho một sản phẩm mà tớ mạnh dạn cho tắt cha 10 trên 10 luôn á. Cái mùi nó nhẹ nhẹ, cái mùi tớ thề với các bạn là nó rất là nhẹ mà nó rất là tinh tế luôn. Và cái chất, cái cảm giác lên môi và cái việc mà bôi lên môi xong ngày mai nó như thế nào, nói chung là tớ thật là tớ cho cái này 10 trên 10 nhưng mà tớ sẽ trừ một điểm bởi vì cái giá nó hơi mắc thôi. Nhưng mà vì giá nó mắc nên chất lượng nó ok, nhưng mà nói thật là tớ thực sự là rất là mê cái này. Còn nói qua qua là về cái bubip này thì tớ cũng có một video clip thì các bạn có thể xem là ở đây. Thì đợt đấy tớ đang còn cái dưỡng của cái dòng bubip này, nhưng mà đợt đấy sau hết rồi và rất khó là mua. Nên trên thị trường ấy thì tớ cảm thấy là dễ mua nhất vẫn là Laneige, và thứ hai là có thể là Tatcha. Nhưng mà Tatcha thì các bạn cẩn thận, có thể mua phải hàng fake và giá nó cũng hơi bị dao động các thứ ấy, kiểu nó hơi khó mua một chút vì nó cũng khá là mắc ấy. Cho các bạn một tip nhỏ đấy là các bạn phải uống nước nhiều, nói thực, và ăn nhiều trái cây lên, tại vì nó sẽ giúp cho lông móng, tóc, các tất cả mọi thứ chúng ta bớt khô bớt hào. Nếu như bạn nào mà bí quá nhá, không có thể mang theo hoặc là không có thể mua được cái này thì các bạn có thể tậu một cái hũ Vaseline nha mọi người. Cái hũ đấy bôi cả mặt, bôi cả môi đều ok. Nhưng tôi nói thật nhá, những ai xài Vaseline cái dạng gel á, cái Vaseline dạng cream, dạng kem thì tớ không nói, cái dạng gel á, cái đó bôi môi ok. Nhưng nếu mà các bạn bôi lên mặt, bạn bí quá bôi lên mặt thì cái đấy nó rất dễ ủ mụn nha, tại vì nó kiểu nó bị bết dính. Ok, và hy vọng là các bạn đã thích video này, cũng như là có bất cứ điều gì hãy comment phía dưới. Và cái thăm fanpage Instagram của tớ để không bỏ lỡ một thông tin update nào, cũng như nhấn like và subscribe channel này để nhanh 1 triệu sub. Và các bạn có biết điều gì cực kỳ mới không? Đấy là tớ đã lập một cái group như tớ đã hứa, và group ở trên Facebook là group kín, group bí mật. Tớ sẽ để đường link ở dưới phần mô tả các bạn, click vô để có thể tham gia nhé. Và ở đây sẽ có giveaway, có quà tặng, có săn sale, có những cái link bí mật, có những cái code giảm giá. Hoặc các bạn có thể lên trên đấy post bài để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Và bye bye.